Khách du lịch bỏ chạy trong hoảng loạn vì nước lũ tràn về. Trong đoạn video được người dân đăng tải sau đó cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều du khách đang cắm trại, bao gồm cả người già và trẻ em, vui đùa dưới lòng con suối cạn. Bất ngờ dòng nước từ trên đỉnh núi ào tới, khiến nhiều du khách vội vàng chạy lên bờ. Một nhân chứng khác kể lại rằng, hôm đó anh đang chơi dưới lòng suối. Ban đầu dòng nước chảy rất nhỏ, nhưng trong vòng 1 đến 20 giây, lượng nước đột ngột tăng lên. Nhiều người không kịp chạy đã bị nước cuốn trôi, lều trại và ô tô đều bị cuốn đi chỉ trong tích tắc. Hiện tại, nhiều cư dân mạng đã gửi lời cầu nguyện, mong rằng những du khách tại hiện trường có thể thoát khỏi thảm họa này. Được biết, vụ việc xảy ra tại thung lũng Long Tào Câu thuộc núi Long Môn, thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tuy nhiên, người dân địa phương tại đây lên tiếng rằng Long Tào Câu thực chất là một con sông tràn và không phải là một danh lam thắng cảnh chính thức. Đã có những biển cảnh báo bên cạnh dòng sông với nội dung cấm vào được chính quyền tại đây dựng lên. Dù là nơi nào thì khi các bạn đi du lịch vào mùa này nên tuyệt đối cảnh giác các trường hợp tương tự nha. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.